Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phong Thủy Bạch Dương. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh phía bên dưới và bấm vào tín hiệu chuông để cập nhật những video mới nhất về tử vi và phong thủy nhé. Vận mệnh người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong năm 2020. Thứ nhất, tổng quan tử vi người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong năm 2020. Về sự nghiệp người tuổi Nhâm Thân trong năm 2020, với may mắn trong công việc, người tuổi Nhâm Thân có xu hướng được thăng chức trong năm nay, bạn sẽ thấy dễ dàng để đạt được thành tích trong công việc và có những nỗ lực của bạn được cấp trên công nhận. Tuy nhiên, bạn nên hành động cẩn thận trong giao tiếp giữa các cá nhân để tránh làm mất lòng đồng nghiệp. Nếu bạn có ý định thay đổi công việc, bạn phải quyết đoán và thích nghi với môi trường mới càng nhanh càng tốt. Chỉ khi bạn có mối quan hệ tốt, làm việc theo nhóm, bạn mới có thể tiến bộ hơn trong tương lai. Đối với người tuổi nhâm thân sinh năm 1992 tự làm chủ hoặc những người điều hành một doanh nghiệp cũng có thể phát triển tốt trong năm nay, bạn có thể tận dụng sự may mắn để xây dựng thương hiệu và giành được sự khen ngợi của công chúng. Để cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2020, tốt hơn bạn nên kết hợp đeo các loại trang sức đá phong thủy hoặc các loại vòng tay đá phong thủy để giúp đường công danh sự nghiệp thêm hanh thông, thuận lợi. Về mặt tài lộc, người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong năm 2020 may mắn cho tài lộc cũng có thể tốt cho những người tuổi nhâm thân trong năm này thành tích xuất sắc trong sự nghiệp sẽ đẩy tài lộc theo hướng tốt hơn đặc biệt bạn sẽ được ban phúc và có thể làm nhiều công việc bán thời gian trong thời gian rảnh rỗi vì sở thích và kỹ năng cá nhân điều này sẽ mang lại cho bạn thu nhập ngày càng cao tuy nhiên trong khi phát triển công việc làm thêm bạn nên tính đến công việc của chính mình nếu không bạn sẽ phải chịu tổn thất về mặt tình cảm, người tuổi Nhâm Thân trong năm 2020 những người tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 sẽ may mắn trong mối quan hệ yêu đương, tình cảm trong năm 2020 này. Nếu bạn có mối quan hệ tình cảm, bạn có thể kết hôn trong năm nay. Nếu bạn còn độc thân, bạn có thể hy vọng tìm được một người phù hợp và bắt đầu một mối quan hệ mới. Nếu bạn đã kết hôn, xin vui lòng nói chuyện nhiều hơn với bạn đời của mình vì một gia đình ổn định là sự hỗ trợ mạnh mẽ cho sự nghiệp. Trong khi đó, hãy giữ một khoảng cách nhất định với những người khác giới xuất hiện xung quanh hoặc bạn có thể bị hiểu lầm. Về mặt sức khỏe, người tuổi nhâm thân sinh năm 1992 trong năm 2020 trong năm nay bạn sẽ có sức khỏe tốt bạn có thể tràn đầy năng lượng và thường tham gia vào các hoạt động khác trong thời gian rảnh rỗi điều này cho phép bạn tràn đầy năng lượng những gì bạn cần làm là cắt giảm thức khuya có thể gây ra thiệt hại không thể phục hồi cho cơ thể mình ngoài ra bạn cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi và giữ chế độ ăn uống hợp lý và giờ thường xuyên Thứ hai, sao chiếu mệnh tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong năm 2020. Trong quan niệm của Phật giáo Ấn Độ, hàng năm mỗi người đều có một ngôi sao chiếu mệnh, đó có thể là cát tinh, có thể là hung tinh hoặc trung tinh, nhưng có chung đặc điểm đều là những ngôi sao có thật trong vũ trụ. Tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, nam mạng, trong năm 2020 gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, sao Thổ Tú có ngũ hành thuộc thổ, xét trên mọi phương diện đều xấu, người bị sao Thổ Tú chiếu mệnh cần đề phòng kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch, cả nam và nữ đều không tránh khỏi những ưu phiền, ngủ không ngon giấc, hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán không phát triển. Ngoài ra, cần hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều buồn phiền, bất an. Tuổi nhâm thân sinh năm 1992, nữ mạng, trong năm 2020 gặp sao vân hớn chiếu mệnh. Sao vân hớn chiếu mạng, đàn ông hay đàn bà gặp sao này chiếu mạng, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiệt, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng, nam gặp tai tinh, bị kiện, thưa bất lợi, nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 4 và tháng 8 âm lịch. Do vậy, người bị sao vân hướng chiếu mệnh cần cẩn thận trong lời nói nhằm tránh sự tranh chấp, bất lợi dẫn đến những kiện tụng cò bót. Thứ ba, vận hạn tuổi nhâm thân sinh năm 1992 trong năm 2020. Trong năm 2020 này, quý bạn tuổi Nhâm Thân là 29 tuổi, không phạm tuổi Kim Lâu, không phạm hạn Thái Tuế, không phạm hạn Tam Tai, tuy nhiên phạm hạn tuổi Hoang ốc, ngũ Thọ tử, tuổi này làm nhà là phạm, trong nhà chia rẽ, lâm vào cảnh tử biệt sinh ly, ngũ tử ly thân, phòng tử biệt. Ngoài ra tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992, nam nữ mạng trong năm 2020 còn gặp phải hạn ngũ mộ. Người có hạn ngũ mộ sẽ luôn gặp vấn đề về tiền bạc, nói chính xác hơn, đó là sẽ bị mất mát về tiền của, trong đó nặng nhất, rõ ràng nhất đó là việc mua bán hàng hóa, đồ đạc, dễ mua phải đồ không chất lượng, đồ không tốt. Nếu khi mua bán không có giấy tờ hóa đơn rõ ràng, có thể bị hỏng không được bảo hành, bị mất do trộm cắp hoặc bị chính quyền tịch thu bởi đây là hàng không rõ nguồn gốc, việc cho người khác ngủ nhờ cũng sẽ gây nên hao tiền của bởi có thể gặp phải người gian trộm cắp dẫn tới thiệt hại về tài chính của mình. Thứ tư, vận niên tuổi nhâm thân sinh năm 1992 trong năm 2020 Tuổi nhâm thân sinh năm 1992 trong năm 2020 này gặp vận niên kê giáp viên. Kê giáp viên là hình tượng gà được thả vào trong vườn, báo hiệu một năm thành công và no đủ, có tài lộc hoạch phát, được người khác cho biếu tặng tiền bạc, tài sản, làm ăn tấn tới, kinh doanh buôn bán đắc hàn xin việc mới hoặc xuất hành đi xa đều có lợi sức khỏe tốt tránh sông nước cầu phà cho vay nợ khó đòi nên làm phúc giúp đỡ người khác nên chân thành trung thủy kẻo mắc mưu kẻ xấu gặp khẩu thiệt nho nhỏ có bạn khác giới đang muốn lợi dụng cảm ơn các bạn đã theo dõi video các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất về tử